chào quý vị và các bạn, rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chuyên mục An toàn giao thông phát sóng định kỳ vào tối thứ năm hàng tuần trên kênh CRTV của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị, đi bộ, chạy bộ để rèn luyện sức khỏe là một thói quen tốt. Thế nhưng, đi bộ, chạy bộ như thế nào để an toàn và đảm bảo giao thông lại là vấn đề chúng ta cần phải bàn tới. Hàng ngày, không khó để chúng ta bắt gặp hình ảnh những người đi bộ, chạy bộ dưới lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông rất cao. Vấn đề này sẽ được chúng tôi phản ánh trong chuyên mục hôm nay. Trước khi đến với nội dung này, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin an toàn giao thông nổi bật trong tuần qua. Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, tuần qua trên địa bàn tỉnh Cao Bằng xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông tại huyện Quảng Hòa và thành phố Cao Bằng, làm chết 2 người, bị thương 1 người, ước tính thiệt hại tài sản khoảng 26 triệu đồng. So với tuần trước, tăng 1 vụ, tăng 2 người chết, giảm 1 người bị thương. Lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh tuần tra kiểm soát ra quyết định xử phạt 327 trường hợp, phạt tiền 296 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 20 trường hợp, tạm giữ 5 xe ô tô, 138 xe mô tô. Số phương tiện vi phạm gồm 28 xe tải, 2 xe con và 297 mô tô. Các lỗi vi phạm chủ yếu: không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông 146 trường hợp, nồng độ cồn 14 trường hợp, dừng đỗ sai quy định 5 trường hợp, không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông 1 trường hợp, xe chở quá người 3 trường hợp, thiết bị an toàn không đảm bảo 78 trường hợp, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện 49 trường hợp, không có giấy phép lái xe 50 trường hợp. Trong tuần đăng ký mới 42 xe ô tô, 158 xe mô tô. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các sở giáo dục và đào tạo, các trường đại học, học viện, cao đẳng sư phạm về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ hè và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường đại học, học viện, cao đẳng sư phạm quán triệt tới cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K của Bộ Y tế để phòng chống dịch COVID-19 khi tham gia giao thông và các hoạt động tình nguyện sinh hoạt hè. Các đơn vị trường học quan tâm khai thác hiệu quả các hệ thống và ứng dụng truyền thông trực tuyến, hệ thống tin nhắn, email để tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa cho học sinh, sinh viên. Tuyên truyền tới học sinh, sinh viên về nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông. Các quy định xử phạt hành chính đối với người vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông, quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phòng tránh tai nạn đuối nước. Bộ cũng đề nghị các sở giáo dục và đào tạo chủ động phối hợp với các cơ quan công an, chính quyền địa phương có kế hoạch cụ thể để đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các khu vực tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Chỉ đạo các hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn quán triệt tới phụ huynh học sinh thực hiện nghiêm việc không giao xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa có giấy phép lái xe. Thưa quý vị và các bạn, thể dục, thể thao, rèn luyện thân thể là nhu cầu cần thiết của mỗi người và nó đã trở thành phong trào, thói quen lan tỏa sâu rộng. Thế nhưng, việc người dân vô tư đi bộ, chạy bộ, tập thể dục ngay dưới lòng đường lại là một hành vi đáng lên án và cần phải thay đổi ngay. Hành vi này gây mất an toàn giao thông, nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của chính người tập thể dục và những người tham gia giao thông khác. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục về thực trạng này tại thành phố Cao Bằng. Thưa quý vị, hiện tại thì tôi đang có mặt tại tuyến đường phía Nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng, hay còn gọi là đường 58m. Thời gian gần đây thì vào buổi sáng sớm cũng như buổi chiều muộn thì có khá đông người dân đến đây để đi bộ và chạy bộ. Tuy nhiên, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu những người dân đi bộ và chạy bộ trên đúng phần đường của mình, đó là trên vỉa hè. Thế nhưng, có một số người dân lại đi bộ, chạy bộ dưới lòng đường, phần đường dành cho xe máy và xe đạp. Mới đây thì tại tuyến đường này đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng mà chính người bị tai nạn lại là người đi bộ. Sự việc đáng tiếc xảy ra là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta, đặc biệt là đối với những người đang đi bộ, chạy bộ trên tuyến đường này. Là người có thói quen tập thể dục hàng ngày, ông Bế Thanh Bằng, trú tại tổ 9 phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, chọn đi bộ, chạy bộ là cách rèn luyện sức khỏe. Ông Bằng chia sẻ, bản thân ông và một vài người bạn khi đi bộ tập thể dục đã bắt gặp một vài trường hợp không chấp hành đúng luật giao thông đường bộ, không đi bộ, chạy bộ trên vỉa hè
mà lại đi dưới lòng đường. Hành vi này xuất phát từ chính ý thức của mỗi cá nhân. Nhưng mà nhiều người đến khi ra đường rồi lại không tham gia đúng như là luật giao thông, hoặc là để đảm bảo cho bản thân cũng như là làm cho người đi đường. Đây, cái này là tình trạng này là cũng có nhiều lúc cũng rất là trở ngại giữa người tham gia đi xe cộ này. Rồi lại nhưng mà những người đi bộ này lẽ ra là phải đi theo có ý thức là nó sẽ đi tốt hơn. Nhưng mà những người kia thì cũng có một số người là cũng cố tình hoặc là như thế nào thì cũng rất là nguy cơ đến tai nạn. Cái này nếu như là không có một cái chế tài gì với xóm xã này hoặc là thông tin đại chúng này, nó phải có để mỗi người có một cái nhận thức rồi là có ý thức để thực hiện thì mới có thể là không có chuyện xảy ra. Cũng giống như ông Bằng, bà Nguyễn Thị Lữ sinh sống tại phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng là một người rất thích đi bộ. Bà thường lựa chọn buổi chiều tối để đi bộ rèn luyện sức khỏe. Tuyến đường phía nam khu đô thị mới gần nhà bà Lữ lại là tuyến đường đẹp, rộng, vỉa hè thông thoáng nên hàng ngày bà vẫn đi bộ trên tuyến đường này. Bà cho rằng do là tuyến đường phân chia nhiều làn nên các phương tiện tham gia giao thông đi với tốc độ khá cao. Nếu người đi bộ mà không đi lên vỉa hè, phần đường dành cho mình thì vô cùng nguy hiểm. Đi dưới lòng đường xe cộ đi tốc độ nhanh, nguy hiểm lắm. Kiểu lúc người ta thấy xe vắng người ta đi xuống dưới, nhưng mà đến khi xe nó đi tốc độ nhanh quá không kịp lên trên. Thế thì nguy cơ như thế là rất dễ nguy hiểm, cho nên là nên đi lên đường, người ta đã làm cho đường đi bộ thì nên đi đường lên vỉa hè đấy chứ. Những năm gần đây, việc đi bộ, chạy bộ rèn luyện sức khỏe đã trở thành phong trào, thói quen đối với nhiều người dân thành phố Cao Bằng. Tuy nhiên, hoạt động hữu ích này lại được một số người vận dụng sai cách. Đó là đi bộ ngay dưới lòng đường hay đi ngược chiều với hướng lưu thông của xe cơ giới. Khi được hỏi vì sao lại chọn cách đi bộ thể dục này, nhiều người cho biết buổi sáng sớm và buổi chiều muộn là thời điểm vắng xe lưu thông, đường thoáng hơn. Và chắc có lẽ cũng vì tâm lý chủ quan mà nhiều người vẫn vô tư chọn cách này để tập thể dục. Thế nhưng, chúng ta cần hiểu rằng tai nạn giao thông sẽ không loại trừ một ai. Theo nhận định của các lực lượng chức năng, nhu cầu tập thể dục của người dân là chính đáng, giúp rèn luyện sức khỏe thân thể. Tuy nhiên, việc đi bộ, chạy bộ dưới lòng đường là hoàn toàn sai luật giao thông đường bộ. Đã là tập thể dục thì người dân thường chọn 2 khung giờ sáng sớm và chiều tối. Đây cũng là thời điểm mà tầm quan sát của cả người đi bộ hoặc chạy bộ tập thể dục cũng như lái xe đều rất hạn chế. Tất cả những yếu tố này đều dẫn tới nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao. Có thể khẳng định, việc tập thể dục rèn luyện sức khỏe là nhu cầu chính đáng của mỗi người. Thế nhưng, việc chọn cách tập thể dục như thế nào cho đúng cách, cho an toàn còn quan trọng hơn. Hơn ai hết, mỗi người khi tham gia đi bộ tập thể dục cần trang bị những kiến thức về pháp luật, chấp hành đúng quy định về luật giao thông để tránh những rủi ro xuất phát từ hành vi đi bộ sai luật của mình. Mỗi người hãy luôn nhớ rằng, muốn có sức khỏe thì trước hết phải an toàn. Đến đây, chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục lần sau.